Má ơi, nhìn con đẹp không ạ? Wow. Bé Sóc mặc đồ đẹp quá ta. Tết tới rồi đó hả? Hay là mẹ làm lấy ra con đi. Để con chú, ông bà, cô chú trên tớp tớp đó mà. Wow. Vậy con xuống đây đi, mẹ quay clip cho con nghe. Dạ. Yeah. Hôm nay là Tết rồi. Con có đưa lời chúc đến ông bà cô chú gần xa. Hả? Ông cũ vừa qua, bước ra năm mới. Hôm nay con tới xin chúc ông bà hổng ơn sức khỏe, cha má không già, theo hưởng hòa, cả nhà sung túc, hạnh phúc an hàng, ân trên hương bàn, chúc mừng may mắn, làm ăn khoáng trắng, phúc lộc hồi tài. Ông bà hướng chọn đôi lời câu mật, con kính dâng lên. Ông bà đừng quên lời gì vậy con, năm mới lấy hơn, con xin cảm ơn ông bà. Wow. Ha 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 ha.